Hi, JD, JD. Good morning. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Đâu bậy bị nắp dẹt. Mở quà. Buổi sáng Christmas là chúng ta phải làm gì? Ngủ dậy mở quà liền. Rồi cô chú cơ mặt kem mới ba mới vừa bọc trong giường ra kìa. Đó, đó, sáng ơi sáng còn xe ke đó. Buổi sáng xe ke. Đây. Đâu nha. Đi dựng camera sao cho. Rồi. Thấy không? Thấy không? Thấy cả nhà không baby? Thấy không? Thấy hết. Ơi, tay hết. Rồi. Bây giờ buổi sáng hôm nay, thôi đây đừng có lại đâu chị. Buổi sáng hôm nay là gia đình sẽ mở quà Noel. Rồi sao mà sao thấy thấy mà sao nó tối dữ ta? Zoom it out. Sao quá không? Too close. Để con coi coi, để con phải chỉnh lại nó đi. Baby, coi. Đây đây nè, có thằng nè. Có thằng nè. Cháy. Cháy. Đây 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 mẹ, đây đây mẹ, đây đây mở quà, mở quà. Ô quà, mở quà. Ô mở quà, mở quà, lại đây, lại đây. Nè, đây nó có. Nó lại nó bấm. Ơi đừng hư của mẹ, để cho con chú coi. Này là nó khoái lắm. Nè, baby, I think this is too slippery. Too slippery. Too slippery. Me too. Yeah. Đây 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 mẹ sửa nè, sửa lại đàng hoàng, phải đi đàng hoàng nè. Té thì rồi. Oh, you took your hands off, some prison cuffs off. Rồi đó, vậy đi. Ooh. Hả? What is that? Your đây nè, chị mở quà nè, ngồi xuống. Cái quà này, hold on. I'm gonna put the cards at the side to the end. Cái quà này là của khách Ngọc cho chay. Đây nè, đây. Ooh, bà cho chay cái áo đẹp quá. Khách của Ngọc cho chay đó. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. That, that's my client. Rồi gì nữa đây? Đây, bà khách Ngọc cho chay bộ đồ. Đó, bộ đồ của chay đó. Bộ đồ nè chay. Đẹp quá. Rồi, bộ đồ của con kìa, bỏ qua bên kia, chạy qua bên kia đi. Yeah. Đây, còn cái này là... Nữa. Nữa. Hey. Cười, cười. Cười, cười, cười. Còn cái này nè. Cười, cười, cười. Còn cái này là... Cục sơ bông. Khách Ngọc cho Ngọc với lại bà cho cái vòng đeo tay hay đeo cổ gì á. Rồi với bà cho thêm tiền. Đây, đây. Đây. Wow. Đeo cổ. Vòng đeo cổ này chơi đeo không? Chơi đeo vòng đeo cổ không? Phải đó. À, vòng đeo cổ đó. Đẹp quá trời. Đẹp không? Ok baby. Now baby, now who turn? Scoot back a little bit. Yeah. All the way back and bring her with you. Yeah, lại đây ngồi nè. All right, here you go. Here's the next one. I'm gonna hit, start handing you gifts. So, oh yeah. Yeah. Bà hai, giữ cho nó ngồi xuống. Rồi, bây giờ là cái này cô là chồng Ngọc có nói để cho Ngọc mở nữa, tại vì quà của Ngọc nhiều lắm. Ngọc đi làm mới cắt cho nhiều lắm. Cái này là cũng là cái bà cũng là một bà khách nè. Ô, oh, cái này đẹp này để cho chay nè. Đó, để cho con á. Mở đi. Để con mở lại gì nha. Ồ, cái này là gì đây? Wow, đẹp quá kìa. Cái gì đây ta? Trời ơi, hộp tròn, nguyên sợi dây hộp tròn. À, cái này là cái gì quên mất tiêu rồi, cái dây chuyền. Đây. Oh. Dây chuyền của khách Ngọc cho Ngọc đó đó. Tròn đó. Với cho tiền nữa. Mấy người này là có kèm theo cho tiền. Hai ba chục vậy đó mọi người. À, người Noel á là người ta cho quà cho tiền nhiều lắm. Rồi đóng lại. Chạy sao bữa nay nó lăn xăng cả xăng cả xăng cả ta. Thế mà đặt cho con trận quá. She grabbed the next one. Rồi, để coi cái này là gì? Cái này là một người khách khác. Cái này là Lotion sức tay. Lotion sức tay. Thấy mình không đây. I hope you. Rồi. Cái này là của một người khác nữa. Ni này nè, Ngọc đi làm một tên Ni này. Đó, có thẻ đàng hoàng này ai đây? À, Jerry là bà khách nè, dear Nini, happy holiday. Happy holiday, thank you. Do you want to open up these cards too? Con mở quà mỗi tay chúng bà hay. Đã rồi. Vậy chứ. Wow. Đẹp quá. Wow. Bracelet. Một cái vòng đeo tay. What's up? What are those things at the bottom? Oh, purses. Giỏ sách trong này chiếc nọ vòng đeo tay, thử gỡ ra đeo liền. It has purses on the bottom. Cái này có được. Mở ra đeo liền. Cảm ơn nha, nhà con nè. Đây, cho bà cố đi. Nè. Chu cao quá động luôn. Không có cái móc. Hard to do nails with that on, huh? Yeah. Chồng Ngọc nói làm cái nem neo mà đeo cái này vô là thôi khỏi luôn á. Rồi. Còn có thiệp nữa, Wow.
Đẹp quá nè. Rồi này, này của ai đây? Của Marlene hả? Ừ. À. Đó, bà chúc như sức khỏe rồi này kia, Merry Christmas rồi đó. Còn cái này là của Rose, à, này của bà Rose. Đây. À, cái thiệp với lại 20 đô. Wow. Rồi, thằng tiền để đây bên đây trước đi. Bà Rose. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo đồ này mở vào gãy tay luôn. Để cho con làm cho con show trước đi. Ủa, này có ai hả? Không, không có này tầm 7 rồi. Đây 7 vị cái đít đít. This is not the one. This is what? Oh, it's happy birthday. Đây. Còn nguyên, nguyên cái này là còn thẻ không của khách Ngọc nè. From Sarah, bà khách tên Sarah. Sarah. À, cái thiệp đàng hoàng đó. Oh. Mọi người thấy ai cũng có thiệp đàng hoàng không? Oh, thank you, Sarah. Hai chậu. À, chúc mày có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Rồi cái thiệp màu con cánh bướm rồi đã. Thank you, Sarah. Tiếp theo. Còn những người nào mà không mấy, những người nào mà không có đưa cho mình, người ta đưa thẳng cho mình nhà đó luôn bà. À, cái này của ai đây? À, cho cái thẻ Starbucks 25 đồng. Oh, come on. Rebecca, khách Rebecca, thẻ Starbucks. Rebecca, come on. Thank you. Baby, so why you say cảm ơn? She said my client. Thank you, thank you. À, còn này gì đây? À, 20 đồng nữa. Cái này của ai? Helen. Wow. À, cái bà khách Helen á. Cũng là chúc mừng holiday vui vẻ. À. Bà hai ngồi xích vô chứ ngồi gì mấy mé ra hả? À. Bà hai đẹp quá, bà hai bà hai yeah. Well, let Jake sit. Jake, 25 đồng. Oh. Wow, tay đồng. Ai đây ta? À ông à đúng rồi ông Tom đúng. Here, rồi. Put the body back in it. Ông Tom. À. Còn không? All right, what's next? À, con nữa chưa hết. Đây, món này gì đó? Đây là của này là của ông khách nọ nữa nè, tên là Alan nè. Cái này là ooh. 20 đô. Wow, má được nhiều tiền quá kìa. Wow. Thank you. Này chai ăn gì mẹ đãi nè. Oh, let Jade open it. No, this is mine. Let Jade open it though. Con muốn mở không? Muốn mở không? Để cho mẹ mở, mẹ cho con mở ra nha. Nãy giờ mẹ mở nhiều rồi. Get, let her experience ripping it open. Mở ra. Wow. Mở ra đi. Mở ra đi chai. Mở ra. Rip it open. Kéo ra. Kẹo sô-cô-la. Kẹo sô-cô-la với lại 20 đô. Rồi. Hazelnut chocolate. Lisa. Ooh. Rich là cái này cũng bà khách con luôn, Johnny này luôn. À, tới đợi tới ngày này mà mở ra là móng tay luôn. Oh, đây là cái thẻ đi uống cà phê ở Panera. Oh, Panera. I went to Panera the other day, spent $20 on a meal. Đây, Panera, hai cái thẻ 25 đô ở Panera. Don't lose it, baby. Yeah, 25. À, chúc mùa Giáng sinh vui vẻ nữa. Còn này từ một người khách tên Emily. Ooh. Emily, come on Emily. Rồi, cái này Merry Christmas and Happy New Year. À. Đây là cái thẻ Starbucks. Uống Starbucks 20 đô. Starbucks. Rồi, cái này là của bà Janet. Dạng đẹp lắm. Janet. Xấu quá. Oh, đây là cái thẻ. Thank you, cái gì đó, Merry Christmas. Ooh. Đây là cái thẻ để đi siêu thị, Target. Ooh. À, để đi Target, đi siêu thị nè. Đây, cái thẻ này đây. Thank you, Janet. À, why you keep saying thank you? Because... Rồi đây là cái một cái hộp mà để uống trà. Khách Ngọc cũng cho Ngọc luôn cái hộp này. What's trong that? Này. Tea bag. Oh, tea. And tea. What else? No more? No, đây nè, đây, còn cái bịch này đây, ngồi xuống đây chay, ngồi xuống đây. Chay nào, không chịu ổn. Oh. Đây là cái cái này cấp cho cái cặp cho Ngọc này, giống như cái là Ngọc mà người ba chay với chay đó. Đây là cái đồ dựng cái bức này lên. Oh, đẹp quá. Dựng lên vậy đó. Sao quá này? À không,
cái đồ trống, có cái đồ trống, có cái đồ trống. Trống xong dựng lên vậy nè, đó. Quá. Đó Trang, đẹp Trang. Oops. Heavy. Đây là cái ly ly uống nước. Bà này hôm qua mới cho cái ly rồi bà cho thêm tiền nữa. Dục qua bên kia đây. Cái thẻ nữa đây. Uống nước kìa. Trời ơi con ngồi uống nước kìa. Uống nước. Wishing you a very happy Christmas. Oh, thank you. Rồi xong rồi đó. Ok. Let's... Nói chung là mình tạm ngăn ngưng tại đây đi để người khác mở đi, ta mở ngồi mở quá cái coi chán. Rồi ok, now who's turn? My turn to open, start opening things. Yeah. Okay, this is from my aunt and uncle. Rồi, đó là từ chú thím của Ngọc đó, chú thím của chồng Ngọc đó. Books. À, hai cuốn sách. Bible. Ooh. Let's see what it is. Baby, can you sit down a little bit? Oh, sorry. It's hard for me to sit like this. Ooh. Đây. Đây là cái gì đó, cái thẻ này để đi baby, is it a movie? No, it's a opera. Cái này là cái show của opera show á. It's a play. Là cái giống như là người ta hát, người ta diễn, người ta múa rồi này kia, cho hai tấm vé này là chú thím của chồng Ngọc cho đi, là hai tấm vé này là trị giá là 277 đô nè. Ngọc chưa đi này bao giờ á nên là chú thím là mua cho. Trời, 277 đô là gần 6 triệu bạc tiền Việt Nam á. Chocolate Santas. À, với lại chú thím là cho là mỗi đứa mỗi cây sô cô la. Có hình ông già Noel. Cháy. Con này nó rộn ràng để cho nó đem đồ lại khoe cô chú đó. Ooh, chocolate Santa. Let's see what else. Socks. À, yeah. Okay. Yeah. You do it. Let me know. Okay, looks like this is... This looks Jay. Like Jay! That's for Jay. No, this is... Cái này của bà cố cho Jay nè. Phải không? Này bà cố cho Jay nè. Coi chừng đó. Cái này là của bà cố 2 nè. Bà cố 2 dành cho Jay nè. Trời ơi, bà cố bà dán kìa. Trời đất, bây giờ không biết đường tháo ra với bà luôn nè. Trời ơi, cố ơi, mà rách là do lỗi cố nè cố. Trời ơi, cố ơi, cố cho nó gì dữ vậy cố. Thôi cái này thôi trả lại cố đi. Thôi. Một năm được có một lần xin thôi bà. Đây nè, đây là bà cố 2 cho Jay nè, mà thôi. Để chút nữa trả lại cho bà cố. No, bà cố không có lấy đâu. Ok, Jay, you got $100. Vậy có gì mẹ trả lại cho cố nha. $100. Rồi, con ạ cố đi, con ạ cố chưa? Rồi, giỏi. Giỏi. Alright, Jay, come here. Cố đi giữ nó là công sức là mệt rồi. Ooh. Ready? Rah. Rah. Yeah, there you go. Rah. Wow. Rah. Ow. Ow. Okay. Oh, we didn't bring a knife over here, baby. Yeah. Yeah, để mẹ đi mở. Lấy cái khác đi. Cái nào mà. Go. Crazy. Yeah, don't hit it. Đâu cần đâu, cái gì đây? Bộ đồ Christmas. Yay. Bộ đồ ngủ Christmas. Yay. You like it? Con thích không? Okay Jane, we got another one. Đó, này quà của Jane nè, quà của ông bà nội chẳng cho Jane nè. Chú thím của Ngọc á. Go ahead. Mở ra. See it, let's see her do it. Yeah. Mở ra Jane. Đó, mở ra. Yeah. Oh, bye bye baby. Ooh. Wow. Oh. Wow. Juicy. Oh, một bộ đồ. Ooh. Thì cho cô chú coi cái áo này. Cô chú coi áo này. Đó. Trời ơi, cái bộ đồ này là tông xịt tông luôn. Đôi dài này mang vừa không ta? Cái đôi dài này xuống nó mang vừa không ta? Juicy. Để có cái receipt kìa, không ăn dừa thì đi đem đổi lại. Rồi, what else? What's next? Rồi, đi qua của Twin. Oh, for me. Rồi, Jay, open it, put that. Jay, help me open it. Oh!
is a toaster. Đây, đây là quà của bà cố và bà hai cho chồng Ngọc nè. Cảm ơn bà hai. Thank you. À, cái này là cái máy nướng bánh mì. Thì tại vì các bạn biết chồng Ngọc là thích bánh mì mà. Bà cố hai cho chồng Ngọc cái này. Baby, it's got 6 shades of browning. Wow, that's awesome. 6 sao. Sao? Jay. Rồi, bây giờ tới quà bự của Jay nè, Jay. Jay. Look. Wow, what is this? What is it? Rồi, open it, Jay. Open it, Jay. Open it. You open it before. Mở đây. Mở rồi, nó mở nó đuối rồi. Hồi bữa lúc mà chưa mở á, lúc mà chưa mở á thì nó mở. Bây giờ tới giờ mở thì đuối rồi. Này là gắn pin vô hay sao là điều khiển nó chạy vòng vòng trong nhà vậy đó. Cái này chắc pin hay là sạc điện. Nè, con thấy ở trên này là có cái đồ đồ bấm nè. Rồi cái là mình control nó. Kind of like Yoda. Giống như Yoda vậy đó. Giống vậy luôn. Ok, put it on the side. Okay. Yeah. Rồi. À, không được, đừng có cầm cái thiệp này. Cái thiệp này kim tuyến không à, đừng có cầm con. All right. What's next? Is this it? Why? To Jade. Jade hả? Cái đó cho Jade hả? Oh! Wow, ông bà nội cho Jade đó. Đồ chơi. Cái này đã. Yay, đồ chơi. Nè, nè. Mở nè. Cố ơi, cố mở ra cho nó. Cố. Rồi, đây nè, đang mở. Mở ra cho em chơi liền chứ. Yay. Đó. Nè. Oh. Quá nè con. Oh. Đó, đồ chơi chén mắt. Đó, cupcake. Đã quá. Jay, here. Take this. Nè, có mâm rồi nữa nè. Gõ vô. À, có mâm đó. Đã quá. Nè. Đã quá. Vậy nè, chê. Đó, cái ly rồi, bà cố để kìa đó. Cái ly nó để luôn cà phê. Đó, đã quá. Uống cà phê đi. Oh. Yeah. Ok, baby, keep going. Ok, what's next? À, oh. Bánh này là của khách đặt tặng đó. Bánh này nè. Rồi, của con còn thẻ nữa hả? Còn luôn hả? Rồi bây giờ tới lượt Ngọc tiếp tục mọi người. Ngọc muốn dừng lại mà tại vì người ta tặng quà nhiều quá không dừng không được. Trời ơi, nói chẳng ra. Nói chẳng ra hả? Năm sau họ không có không biết nữa. Đây, giờ tới Ngọc nha. Đây, tới Ngọc tiếp tục mở. Mọi người thông cảm, nay show Ngọc hơi dài nha. Nè. Yay! Merry Christmas and Happy New Year. Đây là cái thẻ. Thẻ này gì ở đâu đây? Oh, Target. Yay! $20 đi Target. Ở kia đây. Còn đây của bà Barbara. Khách của Ngọc tên Barbara. Đây, Merry Christmas. Thank you for taking good care of me. $20. Rồi, ai nữa đây? Cathy. Bà Cathy. À. $25. Merry Christmas and Happy New Year. Cái tiền này nãy giờ thẻ là người ta bỏ trong thẻ chứ còn tiền người ta cho là nếu mà tiền người ta cho ở ngoài là Ngọc tính cũng còn khoảng $300 nữa. Còn này là chỉ mở ra nãy giờ thôi. Một cái mùa này á, trong tiệm ai cũng được nhiều vậy bà. Tùy theo người có cách. Trời đất ơi. Đói hài nhí. Con cũng biết nó mang dừa không nữa. Số bự. Nó dài con mèo. Không, bự hơn thì được. Chứ còn nhỏ hơn thì mình sợ. Nhưng mà người ta có cho cái receipt mà. Wow. Không được thì mình nên đổi thôi. Nhưng mà anh này bự hơn. Just for one second. Rồi. Xong rồi, đồ của chay bỏ qua bên kia đi. Trời ơi, con chay coi bây giờ nó chơi kìa. Bây giờ nó phá kìa. Nó có cái đồ của nó rồi đó. Đây, bây giờ cái đó của bà cố nha. Đây, bà cố mở này ra trước đi. Này, của bà cố mở ra trước. Lucky có gì không? Lucky năm nay nó tiền. Cho bà cố nè. Rồi, mở cái đó trước đi. Lucky's got all this stuff. Đây. Gì? Rồi, mở tiếp tục. Tiếp tục. Đó,
chục nữa. Ủa baby, quê thì cơ. Baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Wow. Trời. Trời ơi trời. Bắt bỏ mở gì nhiều dữ vậy trời đó. Cùng nữa, còn nữa. Đó, cái đó là bà hai biết gì không? Wow, đã vậy ta. Cái đó là bà hai biết gì không? Mở ra đi. Thì nó đang mở nè. Từ từ, nó phải làm từ từ cho hồi hộp chứ. Làm lẹ quá, ai cũng thấy đó. Không, cái này là cả thế giới thấy bà hai luôn. Đây, đây. Biết cái này là gì không? Không biết. Cái này là cái thẻ đi mạch xa 1 tiếng đồng hồ. Là con đặt hẹn rồi, 2 tuần sau con với bà hai đi mạch xa chung với nhau. Đẹp xí nhiều. Bizu đó, bizu đó, Pháp là phải bizu. Đó, bizu bizu. Bizu bizu nè, bizu bizu. Đó. Không có gì bà hai. Rồi bây giờ trời ơi con quá trời đồ cho nó. Baby, keep going. Keep going. Nhiều quá rồi mọi người ơi, coi nè. Wow, một xong cái này là wow. Là một bãi chiến trường. Biết sao? Tại con thấy mấy cái đôi vớ của bà hai nó không ấm. Cái đôi vớ này dài mà nó mềm nó mới ấm nè. Coi cái này gì? The rose, super. Oh, cái này của Jay, cái này của Jay. Jay, open nè, mở ra ra đi con. Mở ra. Rồi thôi, nó không mở rồi, nó lâu nó chơi cái chén cái gì hết thôi rồi. Thôi mở của chú Quang này nào, chú Quang. Oh no. No, you, you, I opened too many. I don't have any more gifts. Are you kidding me? Just kidding. Behind the tree. Đồ còn quá trời trên đó mà nó không còn đồ nào. Quá trời. Oh, here's, this is for me. Đó, quà của Ngọc tặng cho chồng Ngọc đó. Let's see, what's in it. Để nó giục nó, cái chút nữa mình giục thùng rác là xong luôn, mất đồng chơi nghe chơi. Oh, oh shoes. Đó, đôi giày này bữa có trong một cái video clip Ngọc cho Ngọc mua. I wonder who got me these, thanks. À. Oh. Rồi, bỏ qua bên đi. Tiếp tục. Where's your next one? Cái gì vậy cháy? Chồng Ngọc á, ảnh ngồi dưới đất không có được. Nên ảnh ngồi ở đâu là phải có cái nhìn im 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 á. Oh, here's my next one. Feels like some more shoes. Oh, Prada. Yeah. Oh, no, he shouldn't have. Ooh. Yeah, đôi giày. Wow. Đôi giày thể thao. I'm gonna wear these to the car shows. Yeah. Thank you. You're welcome. All right, baby, let me hold it for you. No, no, you keep doing it. You're I think it's your gift. Let me take a break. Mở này nãy giờ cũng mệt, chắc như phải giỡn rồi các bạn. Okay, let's see. Now. Oh, Jade. Đó, quà của Jade. Ủa đâu ạ? Quà gì vậy? Ủa, cái quà gì ta? Quên luôn, mua nhiều quá rồi quên luôn rồi. Cái gì vậy? Open it. Open it. I don't even know what that is. Mở đi, mở ra đi con. Yeah, do it. Do it. Thôi, nó làm biến rồi. Cái quà này độc nhất vô nhị nè. Open it. Rain jacket. Rồi, open it and have a rain. Okay. Rồi, cho chay mặc vô luôn cho cô chú coi nè. Ngủ cả mười mấy tiếng hồi giờ còn ngáp nữa hả? Cái gì ngộ rồi, một chút nữa mà cô vô bà cô biết. Bây giờ bà cô một quạnh, bây giờ bà cô nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, không được mở nha, để nó đeo xong bây giờ mới chưa nha, chưa rồi đừng ăn rồi chưa nha, 1 2 3 nhìn đi. Wow, biết bà hai biết cái này là gì không? Đây là cái mà để đi mưa. Đi mưa. Oh, Jenny, you got the cutest rain jacket. Đã quá. Để đi mưa. Ba chị mua tặng cho Jay đó. Cái này chỉ có những ý tưởng của ba thôi, mẹ Jay nghĩ không nổi. Yeah, that's gonna be fun in the future. Yeah, đó trời mưa đổi đó nghe Jay nghe, đó giận lại lấy đó chơi rồi kìa. Đừng có xé nghe con. À, trời ơi, con đứng lên cái hộp đó, nó leo lên cái ghế cái một luôn rồi trời. Đó, trời ơi. Trời ơi.
Rồi, baby, have a seat right, right here. She want that. Để con, chơi này đi con. Alright, oh, Dwayne. Rồi. Let's see what we got. Gì nữa, đi quên đây có gì nữa, con cũng quên hộp này là có gì cho mày nữa rồi. Oh. Té, 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 té. Ow. Ow, đẹp. Ow, Star Wars. Ow, đẹp. Ow, đẹp. Oh. Oh. Baby. Đó, nó khói cái này rồi nè, đó, thấy chưa? Đây, đây là cái gì đây? Oh. À, dớ. Trời đất ơi. 12 đôi dớ hình cuộc chiến của những vì sao. Trời ơi, coi ổng chơi. Quá dữ không? Oh. Đó. Oh. Cái này là quà của chồng Ngọc anh tự tặng trời, tặng ảnh đó nghe mà mọi người Ngọc không có mua. Hey, JD, who's this? Jay, đà này, Jay. Jay. Đà. Jay. Lẻ lên, đà. Jay. Đi đâu á? Jay. Nó đi rồi, nó mệt rồi. Trời đất ơi. Con nó đi đà. Who's that? Đà đâu? Đà đâu? Nó đà đấy con, đà. Đó, đúng rồi. Oh, yes. Đây, người ta có ai đó? Who? No name. No name, what you mean no name? No name. What? No name gift. Let's open it. Okay, let's open it. Ủa sao không có tên trong đó ta, của ai ta? Who? Why? I think it's yours. It's your gift, baby. The rest is yours, baby. Really? The rest is yours. Ngọc hả? Yeah. Vậy ta? Đó, cái cuối cùng cái món quà này là của Ngọc à. It's Ngọc's gift. Now pass the next four guests. Rồi, giờ là thôi, ở cho Ngọc hai tự quà, quà nhiều quá. Go, put it in. Put it in your mommy. Cháy té không? Whoa! Whoa! Saint Laurent. Để coi cái gì trong này. Yay! Wow! Một cái giỏ sách. Yeah, what is that? It's a purse. Oh. Yeah. Chuẩn bị có giỏ sách mới đi Chicago. Oh. Yeah. Giỏ sách này là chồng Ngọc mua tặng cho Ngọc nè. Thank you, baby. Oh, you're welcome. Yeah. Rồi, này sao ta? Này đây gỡ móc vô đây hả? Nó móc vào bên đây hả? Hope you like your Louis Vuitton. No. Yves Saint Laurent. Whatever. Rồi, đây. Oh, đẹp quá. Đẹp không? Đẹp không? À, gió mới. Yeah. Rồi, mở qua đây. Tiếp tục. Này đưa đi, thử mở cái màu đỏ, đã sẵn cái màu đỏ em mở luôn. Wow, cái này là không bất ngờ, tại vì Ngọc tặng cho Ngọc. Không có gì bất ngờ cả. Đây, quà Ngọc tự mua tặng cho Ngọc đây. Cái gì, alo ai vậy? Gọi ai vậy? She's on the cell phone. Gọi người tất cả. Don't mind her, she's on her cell phone. Yeah. Oh, you got good boots. Good boots. Ngọc mua tự mua tặng Ngọc. Cái boots này hiệu Sorrow. Hey, mùa đông ấm áp sẽ chuẩn bị tới. Yay! Rồi. That's Jason, right there. Oh yeah, that's Jason. Right here. Quà này nữa. Quà này hình như Ngọc cũng tự mua tặng Ngọc luôn. Không ta? Ờ, đúng rồi. Wow. Đây là cũng là cái quà Ngọc tặng luôn. Sparkly. Yeah. Đó, đẹp không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? You see it, baby? Yeah, it's nice and sparkly. Yeah, Ngọc tự mua tặng Ngọc luôn. Okay, there's shop, one right there. Cứ mà shop online là Ngọc tự mua tặng Ngọc à. Cái này là của Jay. Cái này là của bà khách tặng cho Jay. Bà khách này bà cũng tội nghiệp lắm. 90 mấy tuổi rồi, 32. Đó, đây, Christmas book. Oh, we Christmas wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, ornament, tree, Christmas toy. Yay! Rồi đây. Cái món quà màu xanh này là của chồng Ngọc tặng Ngọc nè. Mà ảnh nói là tới Noel là ảnh nói Ngọc là không được kiểm tra nhà băng.
I couldn't check the bank for like 2 months. Yeah. Ok, để bây giờ là cái món quà này Ngọc không biết món quà gì nè. Để coi ảnh tặng Ngọc cái gì nha. What? Are you serious? Trời đất ơi. Đây, hiệu Tommy John. Open baby, it up. Don't tell me that you buy me underwear, baby. Open it up. You got the knife behind you. Oh! Yay! Yay! Sao vậy trời? Baby, is it underwear, right? Yeah, it's just like mine, the real expensive kind. Các bạn, cái hiệu Tommy John này nè là cái hiệu mà quần lót mà chồng Ngọc Ánh thích mặc nhất. Mà ảnh nói là cái đó comfortable, nó thoải mái nhất thế giới luôn á. Tại vì ảnh có nghe một cái đài radio á, là ảnh bắt đầu biết tới cái nhãn hiệu này khi ảnh nghe cái đài radio, là khi mà những ngôi sao nói về những cái nhãn hiệu quần lót mà mình mặc á, thì cái ngôi sao ngôi sao hài á, tên là người đó người da đen tên là Kevin Hart, là ổng xài cái hiệu đồ lót này gọi là Tommy John. Đây, các bạn nào có lên cái website kiểm tra thử cái đồ cái này. Rồi cái từ đó về sau là chồng Ngọc mua giày thử, order mua giày thử là bắt đầu ảnh mua luôn. Cái này á hả, là 4 cái của nó là 100 mấy chục đô á. Rồi 4 cái, nhưng mà bây giờ ảnh nói mặc comfortable, ảnh đi làm mệt mỏi mặc comfortable thì thôi mua. Rồi tự nhiên bữa nay đi mua tôi mấy cái quần này chi vậy trời. Yay. Anyways, thank you baby. You're welcome. Đâu đâu vậy? Còn hai mấy cái nữa đâu vậy? Where's the other ones? Baby, this is expensive. 3 pack. Ngọc ơi, thì Ngọc không thích mấy này, Ngọc chỉ mặc những cái đồ lót của Victoria's Secret thôi. More expensive than Victoria's Secret. I know. Nhưng mà Ngọc thấy Victoria's Secret của Ngọc cũng là comfortable, cũng là thoải mái dữ lắm rồi. Vậy bữa nay mặc thử cái này rồi sao? Thank you very much. You're welcome. Order. Xong hết rồi. Baby, show everybody about surrounding. Đây là bãi chiến trường sau khi mà tất cả mọi thứ đã xong. Mai đưa dép này vô vừa không? Sổ vô vừa không? Sổ thử coi. Show bà hai wearing the flip flop. Đây. Đó, cô tại vì chiến này qua bà hai không có đem cái đôi da dép nào hết. Dép. Đó, con mua cho bà hai dép cho ấm áp. Rồi, đây bãi chiến trường đây. Bye bye. Rồi, thì cái video clip mở quà Christmas năm 2018 tới đây là xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương gia đình trong thời gian qua. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Năm ngoái lúc mà hai vợ chồng mở cái quà Noel thì chỉ có Chay nằm ở trên cái nôi, lúc đó Chay mới có 6 tuần tuổi thôi. Mà bây giờ đó, Chay bây giờ đi khắp nhà, khắp nơi, khắp sớm rồi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người cái tình yêu thương, tình cảm mọi người là lúc nào cũng sáng là mở, sáng ngủ dậy là mà mở video clip của gia đình Ngọc coi, rồi lúc nào cũng yêu thương gia đình và quan tâm tới gia đình, và đặc biệt là con gái yêu thương của Ngọc. Đây là cái gì đây, để chị với cô chú nè. Rồi. Đó, đây nè, đó. Đó, lúc nào là cô chú lúc nào, ông bà lúc nào cũng là theo dõi gia đình và theo dõi cái sự lớn lên hàng ngày của Chay hết. Đó. Thì gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người có một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ và ấm áp. Chào tạm biệt tất cả mọi Merry người Christmas. Nha. Merry Christmas. Không muốn mấy miếng. Bye bye. Bye bye.